Hello anh em, trong câu trả lời kênh nhé. Khá nhiều anh em có hỏi mình về cái quét ngọn lửa u ám này. Tự dưng đang đi trên đường thì chúng ta sẽ được nhận cái quét này. Đây, thức tỉnh nó như kiểu mấy con nấm Aranara ấy. Đó, thì mình sẽ giải thích một chút. Mấy cái quét này nó đều liên quan tới cái viên tịnh quang vũ. Cái viên tịnh quang vũ thì tổng trên map của chúng ta có 36 viên. Và khi chúng ta thu thập được 36 viên ghép vào cái hồ ấy, thì chúng ta sẽ được nâng cấp hồ lên full level 6 cũng như nhận được nguyên thạch các thứ. Thì trước tiên là chúng ta phải làm cái quét này trước đã. Cái quét trong cái quét này có tổng là 10 cái viên này nhá. 10 trong tổng số 36 viên. Đó. Thì bây giờ đây này mọi người, khi mà đi đến gần chỗ này, khi mà chuyển đến gần thôi đấy, và chúng sẽ tự động nhận được luôn cái quét. Đây lỗi của mình đang là 3, vì mình đã từng đi qua 3 cái cây này rồi. Mình bây giờ đi thêm qua một cái cây nữa và chúng ta sẽ được thêm một cái quét nữa, quét nhỏ trong cái ngọn lũ u ám đó. Thì bây giờ mình đã đánh dấu cho mọi người rồi. Đây là những cái ký hiệu, chúng ta tổng là có 10 cây như thế này. Ngoài ra mình còn đánh dấu thêm cả 6 cái này nữa, bởi vì trong số 10 cái cây này có hai cái cây nó sẽ liên quan tới cái việc đưa nhụy hoa cho hai cái con Paris. Thì cái nhụy hoa của chúng ta đây, đây này, cái nhụy hoa của chúng ta này, hoa Udumbara. Đây bây giờ chúng ta sẽ đi thu thập cái 6 cái nhụy hoa trước nhá, rồi bắt đầu thu thập xong chúng ta mới bắt đầu làm cái nhiệm vụ liên quan đến 10 cái cây kia, 10 cái con Paris kia. Ok chưa? Rồi vị trí nhụy hoa đầu tiên nhá. Đây 1 2 3 4 5 6. Đây này. Chỗ nào này, cơ quan này thế này này. Đánh con Hylian trơn trước đã, tí nữa nó lại gây phiền phức cho mình. Đây nhá, cơ chế của quả bông hoa này thì đây nhá. Đây khi mình nhấn E này, đấy nó sẽ tồn tại được tầm khoảng 1 2 3 4. Đấy nhá, nó sẽ tự động mất. Đấy là cái con Paris của chúng ta nó sẽ phải ở nguyên đây. Đấy, bởi cho bông hoa nhá, bởi chúng ta dí E này. Đó. Đấy, thì bông hoa nó sẽ ở đấy luôn. Con Paris của chúng ta ở đấy luôn. Bây giờ bởi hái nhụy thôi. Đó, rồi. Vị trí đầu tiên. Tiếp theo, ra đây nhá. Hai xuống dưới này. Rồi dí E. Đó. Ok, bây nhảy xuống thôi. Ok nhá. Rồi, từ đây chúng ta dùng tới chỗ này đi. Ok. Rồi, bây giờ xuống dưới này. Rồi, di chuyển lại trên này nhá. Từ đây xuống đây đi cho nó dễ. Rồi, xe. Ok. Rồi, chúng ta đi xuống thôi. Ok. Rồi, ngay đối diện luôn này. Đây, bây giờ để ngay đối diện luôn đây. Bây giờ trong lúc mình đang đi này. Nó tắt luôn này. Chết sở. Thì quay lại chắc nhân vật của mình nó đang rơi xuống. Ok. Ấy, chết luôn. Cái thế nhỏ. Ok. Tiếp theo.
Đây, đi chuyển ra đây, đến ra đây nhá. Nó ngay dưới này, chỗ mấy con nấm ở dưới này đây. Đấy, mọi người thấy mấy con nấm ở dưới không? Rồi. Nhảy xuống thôi. Đó. Đây, xong cái nhựa hoa của chúng ta đây. Ok chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta đến với 10 vị trí của cây kia thôi. Đây, vị trí ấy trước nha. Tàn dư Paris. Rồi. Đấy. Đứa đầu tiên giao cho 6 3 nhụy hoa luôn. Ok, dương. Rồi. Dương kèm với cả cái hạt vàng vàng kia của chúng ta. Vị trí đầu tiên đây nhá. Vị trí thứ hai di chuyển ra đây, đây nhá. Chạy này xuống dưới thôi. Đứa nó giao nhiệm vụ gì cho mình nhá? Ba mảnh tàn dư. Một cái này. Hai cái này. Đây cái ba đằng sau mọi người ạ. Rồi trên này này. May mấy con Paris nó không có thể lực nhỉ. Ok. Rồi. Tiếp theo, đây đi, đến đây đi. Đi thẳng trong hang này. Mọi người để mấy con Hilly chơi này không? Đây, chơi trong này. Đây, trong có cái hang này. Ok. Đưa nhị hoa này. Đấy. Ok. Tịnh Quang Vũ. Rồi. Tiếp theo, đây đi. Ba mảnh giải xác à? Một mảnh, hai mảnh. Mảnh ba đâu nhỉ? Xem nào. Một mảnh đây, hai mảnh đây. À đây, ba mảnh đây rồi.
Rồi. Đây, đến đây nhá. Ở đây có một cái cánh cổng này. Biến hình. Hợp quân nhà bài lý không ạ? Ở ngay dưới này thì phải. À, bọn này nó lại đánh nhau anh em ơi. Đánh nhau rồi. Nhau mấy con xóa ma vào đây rồi. Thế mỗi lần cứ đến gốc cây thì nó sẽ nhận được một quét. Quét nhỏ ấy. Có quét nhánh nhỏ trong cái u ám. Ok. Rồi. Ngon ngay, ngon ngay. Ok nha, cái dưới mặt đất này. Để chúng ta sẽ đây di chuyển ra đây đi. Nhau à? Ok, ok, ok. Rồi. Đúng kiểu đi thanh tẩy luôn ạ. Ok nha. Rồi tiếp theo bên mọi người ra đây để di chuyển lên trên này này. Đấy, ok chưa? Nó bắt mình làm gì nào? À, đi theo con này. Mẹ. Quay vòng vòng. Ở dân thôi đâu vậy? Uầy, mẹ đi một vòng thật luôn ạ. Rồi. Ok. À đó. Rồi từ đây bảy nhảy xuống đây luôn. Hay gần nhau luôn mọi người ạ. Lại đi tìm mấy cục xanh xanh nha mọi người ơi. Một cục ở đây này. Đây. Cục thứ hai trên này. Mấy cái thu thập cục này thì mọi người nhấn thôi nhá. Nhấn E thôi nhá. Đừng có dí. Dí là nó quay trở về đấy. Ok. Rồi. Tiếp theo, hai vị trí này. Đi chuyển ra đây nhá. Đây, ngay phía trước rồi luôn này.
mau theo ta. Lại đuổi nhau rồi. Mình mà bay xa quá không sao không ta? Ok. Rồi. Bingo. Còn cái cùng lên trên này mọi người ạ. Đi lên trên này, đi. Làm xong ngày cuối này thì chúng ta sẽ mới bắt đầu nhận được thêm một cái quest nữa để mà đi nói chuyện, coi như là kiểu quest nói chuyện để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Và ta đã đi gọi thu thập được đủ đúng 10 con này, kiểu như thế. À, cái con này mình tương tác rồi phải. Ừ, 3 cái à. 1 cái ở đây này. 1 cái trên đầu. À, ở dưới. Mẹ. Ê. Cày đấy. Đấu kỹ đấy. Lên. Ok. Rồi. Đan. Đúng 10 con anh em ạ. Bây giờ đi gặp cái ông kia nhận được 40 con thánh nữa là xong. Thanh niên Duvan. Paris Duvan. Ok. Rồi. Đây mọi người này. Đây 10 cái tịnh quang vũ. Trong tổng số 36 cái. Ok chưa? Rồi hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Video về số tịnh quang vũ còn lại cũng như nâng cấp cái hồ lên full level luôn. Ok chưa?